Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ hai cái động cơ cho xe ben này nha các bạn. Nó đây là đồ mod của nó đây. Mình sẽ hai động cơ nha. Thì trước tiên mình sẽ qua chiến trường cho anh em xem nha. Đây, còn sáng cạp đó nè. Sáng giờ mình làm nè. Nó đây nha, kèm sắt. Kèm sắt là trang này mua 6.000 nha. Còn đống đồ luôn. Mình sẽ quay toàn cảnh nè. Đó. Thì sáng giờ mình làm nè. Cũng chưa làm xong nữa. Thì mình mới gáp các đăng vô này nha các bạn. Đây mình lấy nét một cái coi. Đây. Mình mới gắn các đăng vô nha. Gắn các đăng vô nè. Đó, mình sáng giờ mình gắn các đăng vô đây nha các bạn. Sáng giờ mình lấy chỉ mình gắn các đăng vô. Đó, các đăng ở chỗ kìa. Rồi mình nâng cấp ben nè. Đó, ben là mình sử dụng ben gì. Motor N20 nha. Rồi giờ sẽ nâng cấp cho bạn xem nha. Để mình đặt vô vị. Ok, thì đầu tiên là mình chuẩn bị keo nóng trước nha các bạn. Đó, chuẩn bị keo mình dán motor vô nha. Rồi các bạn đợi mình chút nha. Thì sáng giờ mình làm được phần các đăng, mình gắn các đăng vô cho xe rồi, với lại mình còn gắn thêm ben cho nó nữa nè. Để mình test ben cho em xem nha. Mình test ben nha. Ok nè. Sẽ quay cái cấu của nó nè. Ben nhì rất là mạnh nha các bạn. Thì mình diện tích của mình rất là nhỏ nên mình phải ben gì nha. Nó rất là mạnh luôn. Đây là lái nha. Lái cũng rất là đơn giản nha mọi người. Đó. Đây để mình cho bạn xem đồ mod nè. Hạ xuống nè. Đây là lên nha. Bạn thấy mũi tên để lên không? Đây mình sẽ lên ben nè. Rồi hết ben rồi, để mình hạ xuống. Nó rất là ok ha. Rồi sẽ lấy lái ngay rồi. Rồi giờ sẽ tắt nha. Ok. Ok, keo cũng đã ấy nè. Ok nha. Giờ mình sẽ đậu bắn keo vô motor nha. Sử dụng bánh răng sắn nha các bạn. Hạ ben lên làm cho nó dễ cái. Rồi giờ mình sẽ kiểm tra coi là motor của mình có sát với bánh răng không nha các bạn. Giờ mình sẽ coi, đợi cái bệ mình chút. Nó rồi, giờ mình đã xong rồi. Giờ mình sẽ đầu bắn vô bên đây nha. Đây. Hiện tại thì cũng đang ở chỗ mình đang chuyển mưa. Bởi vậy trời cũng hơi tối, các bạn thông cảm ha. Để một hồi mình bắn xong mình tăng ánh sáng lên cho các bạn dễ xem nha các bạn. Thì cái súng bắn keo của mình là 20W nha. Nó có 20W rồi các bạn ơi, súng cùi bắp. Súng này cùi lắm nha các bạn. Nó mình không có tiền nên mình mua súng này thôi. Chứ các bạn nào có điều kiện thì mua súng quát nhiều hơn nha. Vậy thì nó sẽ mau nóng hơn, ok hơn. Và bền hơn nữa nha. Còn mình thì tới đây thôi. Nhưng mà 20W xài vẫn rất là ok nha. Các bạn đợi mình bắn keo nha, tại vì bắn keo này các bạn sẽ không bao giờ thấy được đâu. Bắn chung kẹt này mình thấy rất là khó bắn luôn. Rồi luôn. Hồi nãy là lỗi kỹ thuật nên các bạn không cảm ha. Giờ mình đã chỉnh lại rồi nè.
nữa. Tại vì mình không có cái nên mình sẽ sử dụng cái này. Mà cái này nó khá là cụ bóc nha các bạn. Cái đồ gá điện thoại á, đặng mình ấy á, mình không có nữa. Mình phải chế cái này. Ok. Để mình kiểm tra lại nha. Ok nha, giờ mình sẽ lấy pin ra mình test cho bạn xem nha. Ok, giờ mình test nha thôi. Bạn đợi mình chút nha. Ok, giờ mình sẽ test nha. Đó. Bạn thấy ok không? Đây nha. Mình sẽ ve lại. Ây da, tung nhau rồi. Để mà hồi mình sẽ lấy keo mình đè vô là hết nha các bạn. Đó, bởi vậy các bạn đừng có lo. Thì làm gì cũng có sai sót nha các bạn. Đây. Ây da. Nói test về ok nha. Đó. Thì chắc video mình tới đây thôi. Để hồi mình sẽ test nha. Ok nha các bạn. Thì mình đã làm xong rồi nha. Đó. Đây, mình đã gắp con cua đi điện xong rồi. Đây. Thì mình nguyên lý chạy cũng rất là đơn giản. Đây, cái gân này sẽ xuống cái gân đó. Cái gân đó sẽ xuống cái bên gân trong đây, rồi tới với gân trục này. Trục này xong ra các đăng. Đây là cạc đăng nha. Nó ra các đăng nè. Rồi các đăng mới vô bên mấy hai bên gân đó nha. Đây. Sáng giờ mình gáp được các đăng nha các bạn. Cạc đăng nè. Cạc đăng này muốn cứng á, các bạn lấy chỉ á, các bạn quấn về vòng vòng đây nè. Các bạn lấy chỉ á, các bạn quấn vòng vòng đây nè. Rồi các bạn bỏ cái ống sắt vô là cứng ngắc rồi. Đây nè, cứng ngắc luôn nè. Rồi còn bên đây cũng vậy, nó mình lấy chỉ mình quấn nè. Đây, mình gắn cái đăng bữa đó vô rồi nha. Rồi mình làm phần ben nè. Đây. Thì motor N20 nó sẽ quay cái cây này lên xuống nè các bạn. Đó. Nó sẽ bật cái cây này lên xuống nè. Thì nó sẽ đẩy cái này dở ben lên nha. Nó rất là đơn giản luôn. Vậy là ok. Vậy là mình đã thay xong rồi nha các bạn. Thằng này thì nó sửa sạn chỉ xe nè. Thì xe này có bẩn luôn nha. Thì chiếc này mình làm ben chơi thôi chứ không có trả đồ nha. Rồi giờ sẽ dẹp đồ nha. Đâu vô đó nha. Để mình để camera đó cho dễ dọn dẹp nha các bạn. Ok, giờ mình sẽ dọn dẹp nha. Mình đang dọn dẹp đồ nha các bạn. Nói dọn dẹp đồ cho nó gọn lại. Đổ đây. Sáng giờ bài bừa lum nha. Cũng chỉ này là của mẹ mình nha các bạn, hồi trả. Rồi. Đây, chỉ keo. Rồi có như đây hả? Motor luôn nè. Cái gì ta? Để hồi mình đem giục nha. Có cái bánh răng còn xài được nên mình sẽ để lại. Thì mình lót cái miếng giấy này á các bạn. Nửa keo nến nó có nhiễu xuống đây chứ nó không có nhiễu xuống bàn của mình nha. Nói vậy đó. Chơi để
Chứ mình để nó nhiễu xuống là mệt lắm nha các bạn. Nó mình để lót miếng giấy gì nè, cho nó nhiễu miếng giấy rồi mình định bỏ ha. Đó. Chiếc này vẫn còn khá là ok nha. Giờ mình sẽ bỏ đồ lên đây. Mình sẽ đi bỏ gác. Ok nha các bạn. Thì sau một hồi lấy quay á, thì mình cũng đã dọn dẹp xong rồi. Thì đây là motor cũ nè, nó chạy khá là yếu nên mình phải hai motor mới nha. Đây motor cũ nè. Đây giờ sẽ test nha. Đây nó chạy vậy mà là yếu nè các bạn. Đó, mình thấy vậy nào ghê không? Nó chạy rất là mạnh luôn. Để lại xài. Mình sẽ test nha. Motor này mình đã nâng cấp lên rồi nha các bạn. Mình quấn di động rồi. Giờ là nó mạnh bằng motor 180 luôn á các bạn ơi. Nhưng mà pin mình thì hết pin rồi nên là test ra cũng không có được nhiều nữa. Để mình pin mình cũng hết rồi. Để mình kiếm chỗ mình chạy cho các bạn xem nha. Mà nếu chạy không được thì các bạn đừng có nói mình nha. Nó tại vì pin muốn hết rồi. Các bạn cũng không cảm mình. Rồi để mình kiếm. Ok nha các bạn. Đây. Mình đang chạy nha. Hơi chá nắng một tí. Giảm tốc khá là ấy luôn á là. Motor chạy tốc độ cao nhưng mà giảm tốc thì ít xỉu rồi. Rồi mình sẽ test lái cho bạn xem nè. Đó, mình lái nha các bạn. Rồi giờ sẽ lật dưới lên nha. Đây. Cách mà mình lái nha. Xem nè. Các bạn xem này chắc các bạn cũng làm được ha. Thì cái motor này mình sử dụng motor giảm tốc N20 nha. Nó mình sử dụng motor giảm tốc N20. Còn đây là cái mạch điều khiển ba motor nha. Cái này thì mình mua ở trên Lazada nha. Nó có này là tiếng lùi nè. Đây cần này cần tiếng lùi nè. Còn này là dấu tên nè, là lên ben nè, lên ben. Đây là lên ben nè. Xuống ben nè. Nè các bạn thấy cái dấu xuống không? Rồi, đây là lái nè. Đây. Thì cái phải cái này mà nó nằm ngang qua thì nó dễ, nhưng mà thôi kệ. Đây nó có thể như vậy nè. Thì motor sẽ quay cái bàn bánh răng này, nó sẽ kéo. Thì nó kéo bên đây thì bên đây cũng sẽ đi theo luôn nha. Còn đây là cái bánh dự phòng của mình nha. Nhưng mà đã bị dán cứng ngắc rồi. Mình dán cứng ngắc cái bánh này luôn. Cho mình dán vô cho đẹp thôi à. Nó dưới gầm xe mình nè. Thì xe này sườn của nó là làm bằng bộ kỹ thuật nha. Nó mình mới gắn các đăng vô. Nó các đăng của đó mình có quay video đó. Thì mình gắn đây rồi. Khá là ok. Đó, thì video sau sạc pin xong mình sẽ test nha. Rồi tạm biệt các bạn. Bye bye.